Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tháng phát tài 2019 giúp tuổi Tỵ lắm tiền nhiều của, lắc mình thành đại gia. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt đi tìm tháng phát tài 2019 của tuổi Tỵ để biết khi nào thì con giáp này sẽ chuyển vận phát tài nhé. Tháng 2 âm lịch, xem tử vi phương Đông trong năm 2019, người tuổi Tỵ vận trình tài lộc không được tốt cho lắm. Nhưng tháng 2 âm là thời điểm tốt để bạn tiến hành đầu tư và thu tiền bạc về tay. Tài vận có dấu hiệu khởi sắc, bản mệnh nên bắt đầu những việc nhỏ, quy mô đầu tư kinh doanh không nên quá lớn, tiến chậm mà chắc, tuy thu được ít tiền nhưng lại ít rủi ro, có thể giữ được tài lộc bên mình. Trong tháng phát tài này, bản mệnh nên nhắc nhở bản thân về những gì mình đang có, đừng bóc ngắn cắn dài, dùng vượt quá số tiền mình có, sau đó lại phải vất vả tìm kiếm lại. Nên trân trọng sức lao động của mình, bạn cũng phải vất vả đổ mồ hôi, rồi nước mắt mới có được những gì ngày hôm nay, chứ nên bóc thốc, bốc đồng mà để đánh đổi tất cả. Tháng 3 âm lịch, theo dõi tử vi tài lộc 2019 của người tuổi Tỵ, con giáp này bước sang tháng 3 âm lịch vẫn được thần tài chiếu cố, tiền bạc rủng rỉnh, tiếp nối vận may từ tháng trước. Bản mệnh tiếp tục tiến hành những dự định của mình, khả năng thành công cũng cao hơn. Chuyện kinh doanh thuận lợi, trong tháng 3 này, bản mệnh có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nữa, nhờ thế mà tiền bạc un đổ về nhà, chuyện chi tiêu cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Có điều bản mệnh vẫn nên có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh những vấn đề bất ngờ phát sinh dẫn đến túng thiếu vay mượn nợ nần, nên chia khoản tiền dư dôi, làm nhiều khoản, phục vụ cho những mục đích khác nhau. Tháng 8 âm lịch, tử vi tuổi Tỵ 2019 cho thấy, con giáp này trong tháng 8 âm lịch sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của mình, thường có lợi cho người làm kinh doanh hơn là người làm công ăn lương. Tài vận khởi sắc, bản mệnh tìm thấy nhiều cơ hội để kiếm tiền dễ dàng, các mối quan hệ cũng được mở rộng, mang tới cơ hội hợp tác làm ăn cho con giáp này. Tuổi Tỵ nếu biết vận dụng thế mạnh của mình thì có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu. Chuyện kinh doanh hay đầu tư đều có thần tài che chở, con giáp này nếu được tạo điều kiện thì nên dấn thân. Ban đầu chưa thực sự chắc chắn thì làm ăn nhỏ lẻ, tiếp đó dồn lực để tiến hành làm lớn hơn. Tháng 9 âm lịch, xem tử vi tài lộc 2019 của 12 con giáp, người tuổi Tỵ tới tháng 9 âm lịch có tài vận khá lý tưởng, lấy đà từ những may mắn trong tiền bạc vào tháng trước đó, thời điểm này bản mệnh có thể giành được nhiều thành công rực rỡ hơn hẳn. Tuổi Tỵ khéo léo tìm kiếm và nắm bắt cơ hội mà không phải bất cứ khó khăn nào. Sự thông minh tài trí vốn được biết đến đã từ lâu nhưng nay mới thực sự được con giáp này thể hiện ra. Bản mệnh có thể nhận được khoản tiền về tay lớn hơn như trước đây rất nhiều lần, thu nhập tăng cao rõ rệt, con giáp này lại vui vẻ với thành quả của mình đạt được. Tuổi Tỵ biết cân đo đong đếm, lo lắng cho tương lai nên khoản tiền kiếm được trong tháng này bạn chẳng vội vàng tiêu hết mà để dành cho tương lai. Bản mệnh có thể bỏ tiền tiết kiệm để dùng khi túng thiếu, cũng có thể cân nhắc đến việc mua bảo hiểm cho bản thân và các thành viên trong gia đình để có sự chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.